Thưa quý khán thính giả của đài VNTV, trong phần thời sự hôm nay, chúng tôi có một người khách đặc biệt, rất đặc biệt, đó là anh điếu cày Nguyễn Văn Hải. Xin chào anh Hải. Vâng, xin chào anh Điện và xin chào quý vị khán giả. Vâng, thưa quý thính giả, cách đây 2 năm, anh đã tới đất Mỹ. Và sau 2 năm, anh vẫn liên tục có những hoạt động. Và vì vậy, hôm nay chúng tôi muốn có cơ hội để giới thiệu anh với quý khán thính giả của VNTV San Diego cũng như trên làn sóng của đài Little Sài Gòn TV. Và thưa anh Hải, anh mặc dầu trong thời gian 2 năm qua anh rất là vất vả ở Mỹ này, nhưng mà chúng tôi được biết anh liên tục con đường đấu tranh của anh, đặc biệt trong cái lĩnh vực truyền thông, lĩnh vực báo chí, thông tin. Vậy thì xin anh có thể cho biết một cách chung chung, hiện tại ở Việt Nam ngày hôm nay, tình trạng tự do báo chí có tốt hơn khi mà anh ra đi cách đây 2 năm không thưa anh? À, vâng, thưa anh và thưa quý vị khán giả. Có lẽ là nhân đây thì tôi xin gửi lời tri ân đến tất cả những bạn bè, gia đình, cùng các hội đoàn, các tổ chức quốc tế cũng như là chính phủ Hoa Kỳ và đặc biệt là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã liên tục đấu tranh trong nhiều năm để đem lại cái tự do cho tôi. Vâng, ngày hôm nay tôi xin gửi lời tri ân đến tất cả mọi người, đến tất cả quý vị nhân cái dịp mà đến San Diego này. Và như cái câu hỏi của anh ấy, thì mình phải nhìn lại trong suốt một cái chặng đường. Vâng. Vì tôi nhớ rằng là vào năm 2007 khi mà chúng tôi bắt đầu thành lập câu lạc bộ nhà báo tự do, cũng như là phát động một cái phong trào dân báo ở Việt Nam với một cái tiêu chí là mỗi blogger hãy là một nhà báo công dân. Vâng. Và cho đến thời điểm đó, cho đến thời điểm này thì chúng ta đã thấy rằng là cái phong trào dân báo Việt Nam đã bước được một bước rất dài và đạt được nhiều cái thành tựu ở trên cái mặt trận truyền thông. Nhìn lại trong những năm qua thì chúng ta phải nói rằng là từ cái mặt số lượng cho đến những cái trận chiến ở trên cái mặt trận truyền thông ấy, nó đem lại thắng lợi cho chúng ta rất là nhiều. Tôi có thể trích dẫn ra một số những cái số liệu thôi. Vào năm 2007 ấy, khi mà chúng tôi thành lập câu lạc bộ nhà báo tự do, là lần đầu tiên ở Việt Nam ấy, thành lập một cái tổ chức mà hoạt động về báo chí công khai ngay trong lòng chế độ cộng sản. Và khi chúng tôi ra hoạt động ấy, thì một cái nhóm so với bây giờ thì rất là nhỏ thôi, nhưng mà cái mục tiêu là phát động một cái phong trào dân báo là mỗi blogger hãy là một nhà báo công dân. Lúc đó chúng tôi nghĩ rằng với 6 triệu trang blog mà sử dụng tiếng Việt ở Việt Nam, chỉ cần 1% số người mà blogger ấy, sử dụng cái trang blog như một tờ báo nhỏ, thì chúng tôi đã có 60.000 tờ báo nhỏ để đấu với 700 tờ báo của Cộng sản. Và với cái ý tưởng ban đầu như vậy, khi phát động cái phong trào dân báo ấy, thì cùng với lại cái xu thế của thời đại, tức là báo giấy thì ngày một đi xuống và báo mạng ấy thì ngày một đi lên. Thế cho nên là cái mặt trận chính nó nằm trên Internet. Vì vậy mà trong suốt một cái thời gian qua thì cái số lượng người sử dụng Internet ở Việt Nam thì đã tăng lên gấp 2 lần. Và số người sử dụng Facebook, blog thì đã tăng lên gấp 5 lần. Như vậy là hiện nay là Việt Nam có khoảng 70 triệu tài khoản Facebook, nhưng có 40 triệu tài khoản hoạt động thường xuyên. Cộng với lại ở ngoài hải ngoại có khoảng 5 triệu kiều bào ở hải ngoại. Khi tham gia vào cái mạng lưới truyền thông, họ đã không nói tiếng nói của lề đảng. Thì chúng ta tưởng tượng là cái mặt trận truyền thông của chúng ta bây giờ với một cái số lượng mạnh mẽ như vậy, nó đã áp đảo ở trên Internet rồi. Vâng. Và phải nói rằng ở trên Internet ấy, thì bây giờ chúng ta đã thắng hoàn toàn rồi. Bởi vì ấy, cho đến thời điểm này, chính quyền Cộng sản không thể bưng bít thông tin. Vâng. Cũng không thể định hướng thông tin ở trên Internet được nữa. Tất cả những thông tin đưa lên đấy ngay lập tức bị phản biện. Thậm chí là những cái sự kiện ấy, mà đưa ra với lại cái cách định hướng dư luận, hoặc là như là cái trường hợp nổi bật nhất là trường hợp mà của MC Phan Anh chẳng hạn, là bị đấu tố ở trên truyền thông như thế, nhưng mà khi đưa lên YouTube ấy, thì là bị ném đá và bị cộng đồng mạng tấn công rất là dữ dội, trong vòng mấy tiếng đồng hồ là phải gỡ bài xuống ngay. Cho thấy rằng những cái trận chiến ở trên đó là những cái trận chiến mà cái phần thắng là nó dành về cái phía báo chí lề dân trong một cái thời gian kỷ lục rất là nhanh. Vâng, vâng.
Thưa anh Hải, về cái vấn đề trường hợp Phan Anh đó, có lẽ chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút. Vâng. Nhưng mà để tiếp nối cái dòng tư tưởng mà chúng ta đang thảo luận đó, thì cho tới những ngày gần đây và đặc biệt những tuần lễ gần đây đó, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam rất là nặng tay đối với truyền thông, từ vụ mà bắt mẹ Nấm, rồi kết án và thu thẻ nhà báo như nhà Nguyễn Như Phong chẳng hạn, và một số gọi là biên tập và tổng biên tập khác nữa. Thì anh cho biết cái hiện tượng đó, cái nguyên do gì mà họ lại mạnh tay trong cái giai đoạn này vậy thưa anh? Vâng, thì chúng ta phải thấy được rằng là bản chất của chính quyền Cộng sản ấy, là họ điều hành xã hội bằng cái cách là bưng bít và lừa mị. Họ định hướng truyền thông, định hướng dư luận ở trên đó. Nhưng mà khi bị minh bạch tất cả thì là họ rất là khó chống đỡ. Chính vì vậy ấy, mà cái việc mà đàn áp tự do báo chí, tự do ngôn luận ấy, để kiểm soát cái truyền thông nó chặt chẽ vào trong tay họ, thì là họ vẫn làm mọi cách để họ chiếm lấy cái quyền kiểm soát ở trên truyền thông. Nhưng mà thực tế ra ấy, thì nó đã vượt khỏi tầm tay của họ. Cách kiểm soát bây giờ ấy, chỉ là bạo quyền, chỉ là đàn áp thôi, chứ còn nó vô vọng. Thậm chí ngay cái việc họ kiểm soát cái hệ thống báo chí của chính họ mà bây giờ họ không kiểm soát được. Cho nên là những cái việc như là Nguyễn Như Phong hay là một số phóng viên báo chí bị thu thẻ trong những cái thời gian gần đây, thì chúng ta cho thấy cái điều đó là họ đã có chủ trương là siết chặt cái mạng lưới truyền thông của chính họ lại để cho nó dễ kiểm soát. Chứ chưa nói gì là kiểm soát cái truyền thông ở trên Internet nữa. Nhưng mà chúng ta cũng phải thấy rằng là cái việc thu thẻ nhà báo ấy, thì ví dụ như là ở Hoa Kỳ hoặc một số nước ấy, thì những cái tổ chức của cái ngành nghề sẽ là cái nơi mà cấp cái thẻ nhà báo cho nhà báo và phóng viên, chứ không phải là chính quyền cấp. Và ở đây ấy, là chính quyền ấy, cấp cho ai thẻ nhà báo thì chính quyền thu cái thẻ nhà báo đó, nó cũng không có ý nghĩa gì. Không có nghĩa rằng ấy, khi anh thu cái thẻ rồi thì người ta không còn làm báo nữa. Và những cái người mà không có thẻ nhà báo thì cũng không phải là họ không có cái thẻ mà do nhà nước cấp, thì họ không phải là nhà báo, họ vẫn cứ làm báo được như thường. Vâng. Tóm lại tức là cái hệ thống nhà báo đó, tóm lại là hệ thống truyền thông của Việt Nam, từ TV, phát thanh cho tới tất cả các tờ báo là dưới cái sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo, và nó chỉ là có một cái đầu thôi. Có lẽ vì thế mà tôi có phân tích cho tôi nói rằng là như vậy đó, thì nếu chúng ta lấy số lượng thì chúng ta đã đủ áp đảo họ rồi, chứ chưa cần nói tới gọi là cái đầu nữa. Thì họ có một cái đầu thôi, đúng không ạ? Và mình thì có đến vạn cái đầu. Dạ vâng, chính xác như vậy. Vâng. Thế thì thưa anh, trở lại với vấn đề Phan Anh đó. Phan Anh là một MC, là một người tương đối là nhà nước cũng hơi khó chịu về ông ta. Nhưng mà khi ông ta kêu gọi trong cái vụ mà cứu trợ, thì bên nhà nước, bên chính quyền kêu gọi, người dân không hưởng ứng. Anh có thể nói thêm về cái chi tiết này được không ạ? Vâng, xin mời anh. Vâng, nhìn vào cái sự kiện Phan Anh như thế này, chúng ta thấy rằng đây là một hiện tượng. Nhưng mà hiện tượng này bắt nguồn từ cái gì? Chúng ta phải thấy rằng là truyền thông của chúng ta đã làm rất nhiều việc, trong đó có việc là minh bạch thông tin với người dân. Từ đó người dân mới thấy những cái xảo trá của chính quyền Cộng sản, và họ mất niềm tin vào chính quyền Cộng sản. Niềm tin. Vâng, vấn đề ở đây lại là vấn đề niềm tin. Và Phan Anh là một cái hiện tượng mà người dân bộc lộ cái niềm tin của họ ra vậy. Chúng ta thấy rằng là Mặt trận Tổ quốc, một cái cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa rồi là kêu gọi trong 3 ngày mới được có 2 tỷ. Nhưng Phan Anh chỉ kêu gọi trong vòng chưa đầy 24 giờ được chục tỷ. Và đến bây giờ đã trên 16 tỷ. Thì cho thấy rằng ấy, người dân ấy, tại sao họ ủng hộ Phan Anh mà không ủng hộ ở nhà cầm quyền Cộng sản? Nếu mà chúng ta nói rằng là người dân đã mất niềm tin vào chính quyền Cộng sản, thì chúng ta phải đưa ra bằng chứng. Nhưng mà Phan Anh là một hiện tượng để chúng ta có thấy được rằng bằng hình thức, bằng số lượng luôn, để chúng ta thấy rằng người dân đã đặt niềm tin vào những người mà họ tin tưởng ở trong xã hội, chứ không còn tin vào nhà cầm quyền Cộng sản nữa. Và trong những cái cứu trợ vừa qua ấy, thì nhiều tổ chức hội đoàn, các tổ chức xã hội dân sự đã trực tiếp đến với người dân, huy động tiền của người dân để đem đến cứu trợ người dân. Tôi có theo dõi một cái video là Linh Mục Nguyễn Đình Thục dẫn một phái đoàn đi cứu trợ, thì họ bị chặn lại và bị chặn một cách khủng khiếp bằng mọi cách, và cuối cùng phải trở về. Thì rõ ràng là cái chuyện mà nhà nước không muốn các cái tổ chức tư nhân làm từ thiện, họ dành cho quyền của họ. Và cái câu chuyện Phan Anh
là cái câu chuyện mà chứng tỏ người dân không còn tin vào nhà nước, không còn tin vào cái tiếng nói. Vậy thì một câu hỏi tiếp xin anh Hải có thể chia sẻ cái suy nghĩ của anh. Vậy thì đối người dân như vậy, còn thành phần cán bộ, đảng viên, quân đội và công an thì như thế nào? Anh thấy nó có dao động không anh? Tôi nghĩ rằng ấy là người dân ấy, mình cứ nói người dân thôi. Thì thực ra ấy là quân đội hay công an họ cũng là con em của nhân dân thôi. Họ cũng là người có những cái suy nghĩ như mình. Thế thì người dân thay đổi thì họ cũng thay đổi thôi. Chỉ có cái là bao giờ bộc lộ ra và bằng hành động. Còn ấy, trong suy nghĩ của họ tôi nghĩ rằng chắc chắn là đã thay đổi. Cũng như là cái câu chuyện mà Cha Thục mà đi vào trong Hà Tĩnh để cứu trợ nhưng mà bị ngăn cản. Chúng ta thấy rằng là cái đạo lý của người Việt ấy, là nhiễu điều phủ lấy ra gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Cái đạo lý mà người Việt giúp người Việt ấy, là nó đã có từ ngàn xưa rồi. Mà một cái nhà cầm quyền mà đi ngược lại cái đạo lý, ngăn chặn cái người dân hoặc là các cái tổ chức mà tôn giáo ấy, là đến cứu trợ người dân để làm cái gì? Chẳng qua là họ sợ ảnh hưởng của những cái tổ chức tôn giáo đó, ảnh hưởng của những cái hội đoàn, những cái tổ chức xã hội dân sự vượt lên trên ảnh hưởng của chính quyền đối với người dân, và khiến cho người dân ấy là nghe theo những cái tổ chức xã hội dân sự kia, mất lòng tin vào chính quyền. Chính vì vậy mà chính quyền quyết liệt ngăn cản, cũng như là trong bao nhiêu năm qua chính quyền tìm nhiều cách để hạn chế những cái ảnh hưởng của các tổ chức tôn giáo. Là vì vậy ở đây là có cái cạnh tranh ảnh hưởng, cạnh tranh quyền lực, mà chính quyền cộng sản là một trong những cái chính quyền mà chủ trương là độc tài và độc đảng, và thậm chí là độc chiếm luôn những cái vấn đề ảnh hưởng ở trên tôn giáo cũng như là trên truyền thông. Tóm lại đó, như những lời trình bày của anh đó, thì rõ ràng bây giờ người dân, có thể nói tuyệt đại đa số người dân không còn tin tưởng gì vào cái lời gọi là xảo trá của cộng sản nữa. Và từ thế chúng ta có thể đi qua một cái mục tiêu khác mà chúng tôi muốn anh chia sẻ. Là gần đây, nói khẳng phải gần đây nữa, 30 năm rồi, luôn luôn mỗi lần đại hội đảng và tất cả đều đưa ra vấn đề tham nhũng, đều nói rằng đó là vấn đề quốc nạn, là đủ các thứ. Nhưng mà gần đây tôi thấy qua cái Trung ương 4, hội nghị Trung ương 4 rồi trước đó và sau đó nữa, thì tôi theo anh nhận xét thì liệu Đảng Cộng sản có chống được tham nhũng không thưa anh? Nếu mà nói Đảng Cộng sản chống được tham nhũng thì Đảng Cộng sản không thể nào chống được tham nhũng. Bởi vì nếu mà chống tham nhũng thì tự họ chống lại chính họ. Anh thấy rằng ấy là cái chất keo mà gắn kết cái Đảng Cộng sản này là gì? Chính là những cái lợi ích, những cái tham nhũng ở trong đó. Và bây giờ ấy, cái lý tưởng Cộng sản nó không còn nữa. Bởi vì nói thực ra thì như vừa rồi ông John Kerry phát biểu ấy, thì không thấy một cái hiện tượng nào của Cộng sản ở Việt Nam cả. Mà đấy thực chất chỉ là một cái chế độ tư bản man khai thôi. Tại vì thực ra bây giờ nó là những cái nhóm mafia nhà nước, những cái lợi ích nhóm ở trong đó, và nó phân chia quyền lực ở trong đó để nó giành lại những cái lợi ích ở trong xã hội. Chúng ta thấy rằng cái nguồn lực quốc gia nó rơi vào tay những cái nhóm lợi ích đó. Và nó khai thác từ tài nguyên cho đến những cái lợi ích về độc quyền ở trong đó, ở trên những cái thị trường. Thì chúng ta thấy rằng là ở đây thực ra là cuộc chiến của các phe nhóm, và lợi dụng cái chiêu bài chống tham nhũng để mà triệt hạ nhau, rồi giành lại những cái thị phần, những cái lợi ích đó về tay cho nhóm của mình. Tức là sau khi họ chiếm được quyền rồi, bây giờ bắt đầu họ chuyển sang để chiếm tiền. Những cái hiện tượng chúng ta thấy là ngay sau khi mà Nguyễn Phú Trọng giành được quyền lực ở trong cái đại hội đảng thì bắt đầu chuyển qua là thanh tra những cái tập đoàn này, tập đoàn kia của những cái lợi ích nhóm này, nhóm kia. Và sau khi thanh tra đó thì chúng ta biết rằng là những cái lợi ích đó lại chuyển về tay những cái nhóm mà chính trị gia mới, những cái lãnh đạo mới thôi. Cho nên là nhìn vào thực chất ở đây ấy, là những cái cuộc chiến quyền lực. Thế còn mà nếu mà họ muốn chống tham nhũng thật sự thì phải có một cái hệ thống tư pháp độc lập, một cái hệ thống hành pháp, tư pháp độc lập, và một cái hệ thống mà truyền thông độc lập mới giám sát, mới minh bạch được xã hội, và từ đó mới chống tham nhũng được. Còn nếu mà độc đảng, độc quyền như thế này thì không thể nào chống tham nhũng được. Cái đó thì rõ ràng mình nói như vậy trong cái gọi là phát biểu kết thúc cái hội nghị Trung ương 4 đó,
thì ông có đưa ra bốn cái điểm mà tôi có lưu ý một cái điểm. Cái điểm gọi là bây giờ phải có kiểm soát, mà kiểm soát ấy thì nên nói tới cái mặt trận tổ quốc. Thì ai ở ngoài này có lẽ người dân cười, mặt trận tổ quốc là con đẻ của anh, bây giờ bảo nó là dân dân làm thuê cho anh, làm tôi anh, bây giờ bảo nó là kiểm soát anh, nó cái chuyện nó tự nó đã mâu thuẫn quá sức rồi. Do đó cái kết luận là không bao giờ có được cái chuyện gọi là tham, cái là trừ được tham nhũng. Đảng Cộng sản không thể trừ tham nhũng, mà Đảng Cộng sản trừ tham nhũng có nghĩa là chấm dứt Đảng Cộng sản. Không biết đấy, kết luận đó có quá đáng không thưa anh? Không, chính xác là như vậy chứ không có gì quá đáng cả. Bởi vì anh thấy rằng ấy là ví dụ như anh có lý tưởng, anh sẵn sàng anh theo đuổi cái lý tưởng của anh, không nhằm vào một cái mục đích kinh tế nào. Anh sẵn sàng hy sinh để anh theo đuổi cái mục đích đó. Nhưng mà Đảng Cộng sản bây giờ đâu có còn cái lý tưởng đó. Mà cái lý tưởng của Cộng sản bây giờ nó cũng không phù hợp với lại một cái tiêu chí mà xây dựng một cái xã hội mà bình đẳng của cả loài người tiến bộ. Bởi vì một trong những cái mà cơ bản của Đảng Cộng sản ấy là dựa trên đấu tranh giai cấp. Mà anh biết rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng. Nếu mà anh sử dụng cái giai cấp này để tấn công giai cấp kia, để anh giành lấy cái quyền lực, thì rõ ràng anh chỉ nhằm mục đích phân hóa xã hội để phục vụ cho cái mưu đồ chính trị của anh thôi. Cho nên là cái việc mà Đảng Cộng sản sử dụng những cái đấu tranh giai cấp, thậm chí là trong Hiến pháp Việt Nam bây giờ cũng vẫn còn đưa cái vấn đề giai cấp vào trong đó, nó hoàn toàn đi ngược lại với cái công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị. Đó là mọi người sinh ra đều bình đẳng. Nó không phải là từ cái xuất phát điểm, từ cái nguồn gốc anh sinh ra hay là cái tài sản anh có, mà nó có thể phân biệt. Trong cái chương trình phát thanh của chúng tôi có một cái mục gọi là tiếng dân oan, và chúng tôi có tiếp cận với rất nhiều thành phần dân oan, và tôi hiểu được cả cái hệ thống gọi là tham nhũng bây giờ nó không còn ở cái tầng cao nữa, mà nó ở ngay cả từ xã ấp, từ phường trở lên. Anh là cái người sống trong nước, anh kinh nghiệm, anh có thể chia sẻ một chút về cho thính giả hải ngoại này, những người không hiểu được là hồi xưa thì ở miền Nam Việt Nam nói rằng cường hào ác bá, nhưng bây giờ cái chữ cường hào đó tôi thấy nó đúng quá sức ngay ở trong cái hệ thống đảng và nhà nước, thưa anh. Dạ, cái cường hào đỏ bây giờ nó còn ác hơn cái cường hào hồi trước nữa. Chúng ta nhìn lại lịch sử, ví dụ như trong miền Nam hồi trước là có cái câu chuyện về cái đồng Lộc Nạn đó. Thì đấy chỉ là một cái nhóm cường hào với lại vài tên lính lệ thôi. Còn cường hào ở Việt Nam bây giờ ấy, thậm chí là nó có được cả cái chính sách bảo vệ cho nó nữa. Đó là anh nhìn lại cái luật đất đai của Việt Nam. Đất đai là sở hữu toàn dân nhưng do nhà nước quản lý. Thế thì thực sự từ khi nhà nước quản lý đất đai đến giờ thì đã bao nhiêu đất công rơi vào tay tư nhân. Bao nhiêu người dân bị cướp đất, bị đền bù với lại cái giá rẻ mạt, nhưng mà sang tay qua quan chức, qua những cái nhóm lợi ích ấy, thì là bán với cái giá cao lên gấp hàng chục đến hàng trăm lần. Như vậy những cái siêu lợi nhuận đó nó nằm vào trong ai? Vào trong những cái nhà đầu tư, vào trong những cái quan chức có quyền mà cấp duyệt những cái dự án đó. Còn người dân thì bị tước đoạt cái tư liệu sản xuất, tước đoạt đất đai. Thế cho nên là trước đây ấy, cường hào ấy, là đến chiếm đất của người dân thì còn có thể bị pháp luật của chính quyền Pháp đưa ra xét xử. Thế nhưng mà ở đây ấy, luật pháp nó đã đứng về phía cường hào rồi. Cái cường hào đỏ bây giờ ấy, thậm chí là nó có luật pháp bảo vệ nó ở trong tay để mà nó hành xử, nó cướp của người dân. Chứ không có một cái đất nước nào mà có hai giá đất như thế này cả. Thì cũng chính vì cái hai giá đất như thế này cho nên là người dân ấy, bị thu hồi đất chỉ được đền có một. Nhưng mà những cái nhóm lợi ích ấy, thì là nó lại lợi nhuận nó hàng chục, hàng trăm lần. Và cho nên chúng ta mới thấy rằng là chỉ có mà trong một cái xã hội như là của Cộng sản ấy, mới có những cái quan chức mà nó giàu khủng khiếp như vậy. Vâng, bây giờ có lẽ thời gian cũng không cho phép, thì tôi muốn có một cái câu hỏi có tính cách riêng tư một chút. Trong cái công cuộc đấu tranh của anh và đã vào tù ra khám, đó là tưởng rằng là anh cũng đã không còn nữa, nhưng mà bây giờ anh ngồi đây, thì cái theo suy nghĩ của anh, con đường đấu tranh tương lai của chúng ta, của dân tộc, của những người yêu quê hương, yêu đất nước, thì anh nghĩ rằng nó có cái con đường nào để tiến tới dân chủ mà theo anh mà ngắn nhất không? Tôi nhìn thấy rất là nhiều cái tín hiệu mới ở trên đất nước mình, đặc biệt là trong cái thời gian gần đây, từ cái lòng tin của người dân và chính quyền đã không còn nữa,
và họ quay sang họ ủng hộ dân chủ rất nhiều. Về trên mặt trận truyền thông thì chúng ta đã hoàn toàn thắng ở trên cái mặt trận truyền thông trên Internet. Về vấn đề kinh tế, anh cũng nhìn thấy là Cộng sản đang sa lầy vào trong cái vòng xoáy nợ nần của kinh tế. Và họ đang trôi theo cái dòng xoáy này, chứ còn họ không có cách nào mà thoát ra khỏi cái vòng xoáy này cả. Hầu như là những cái phương cách để mà thoát ra khỏi cái vòng xoáy này thì vô vọng. Gần đây nhất là có những cái bài báo nói đến cái việc là họ phải siết chặt về vấn đề tài chính, kỷ luật tài chính. Nhưng mà nếu mà siết chặt thì đồng nghĩa với cái việc mà tan rã của cái Đảng Cộng sản này. Bởi vì cái chất keo gắn kết của họ chính là lợi ích, chính là tham nhũng. Chứ còn bây giờ lý tưởng không còn, mà tham nhũng cũng không còn, thì những kẻ cơ hội nó cũng chả bám vào cái hệ thống làm gì. Còn đấy là tình trạng kinh tế của Việt Nam ấy, là nó đang rơi vào cái vòng xoáy rất là tệ hại. Bây giờ là phải vay nợ mới để mà đáo cái nợ cũ. Chứ còn cái khả năng mà họ thoát ra khỏi thì không còn nữa. Tại vì bản chất của họ gần đây nhất như chúng ta thấy cái khối nợ xấu khổng lồ của ngân hàng cũng đang vô phương cứu chữa. Là tại vì đa số các cái nợ xấu thì lại nằm trong các cái tài sản là các cái dự án liên quan đến đất đai. Mà cái luật pháp và hiến pháp Việt Nam về đất đai thì lại không giống nước nào trên thế giới cả. Vì vậy các cái nhà đầu tư nước ngoài không thể tham gia mà giải quyết cái nợ xấu của Việt Nam. Thì đương nhiên Việt Nam nếu không sửa đổi hiến pháp, không sửa đổi luật pháp về đất đai thì phải tự mình giải quyết cái khối nợ xấu đó. Mà không giải quyết được ấy, thì cái nền kinh tế nó phải đi đến cái chỗ mà nó sụp đổ thôi. Vâng, thưa anh Hải, bây giờ anh đang ngồi đây, chúng ta đang ở hải ngoại này, và cái khối người Việt ở hải ngoại này, theo anh, mình có thể làm gì để đẩy mạnh cái công cuộc đấu tranh cho những người trong nước tiếp tục và tiếp tục mạnh hơn nữa? Thì anh thấy cái điểm nào là cái mũi nhọn mà chúng ta có thể mà nên nên có thể làm được, thưa anh? Vâng, cái mũi nhọn ở ngoài này thì qua rất là nhiều chuyến đi lên trên Washington DC hay New York hay đi các cái tiểu bang khác, rồi qua quá trình mà tôi đến gặp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như là gặp các vị nghị sĩ ở trong Thượng viện hoặc Hạ viện Hoa Kỳ, thì tôi nhận ra một điều rằng cái lợi thế của người Việt ở hải ngoại đó là vấn đề ngoại vận, đặc biệt là các đồng bào mình ở trên Washington DC. Khi có những cái công việc gì ở trong nước ấy, thì họ là những cái nơi gần nhất để tiếp xúc với các tổ chức quốc tế, tiếp xúc với Liên Hợp Quốc, tiếp xúc với lại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và chính giới Hoa Kỳ để kêu gọi vận động cho anh em trong nước. Bởi vì tôi nhìn thấy cái quyền lực chính trị của Hoa Kỳ là mạnh nhất và tác động hầu hết đến những cái vấn đề liên quan đến Việt Nam, đặc biệt là khi Việt Nam phải tham gia đàm phán vào các cái hiệp định thương mại. Còn vấn đề nữa là về vấn đề truyền thông, nhưng nó không chỉ là trên mặt trận truyền thông không. Mỗi người ở đây nên mở một cái trang để tham gia vào cái mạng lưới truyền thông và nói tiếng nói của lệ dân chứ không nói tiếng nói của lệ đảng, để chúng ta là đấu với lại cái hệ thống truyền thông của Cộng sản. Nhưng thông qua cái hệ thống truyền thông đó chúng ta cũng kết nối với mọi người trong nước. Thì chính cái sự kết nối đó chúng ta nhận được tin tức hàng ngày, hàng giờ, hàng phút ở trong nước. Thì chính vì cái kết nối đó chúng ta lại có được cái sự thấu hiểu giữa người bên ngoài và người bên trong. Vì thế chúng ta biết rằng bên trong cần cái gì để chúng ta có thể giúp đỡ ngay lập tức mà đúng nhất, đủ nhất để cho anh em ở trong nước mà hoạt động tốt. Vì chúng ta xác định rằng mọi thay đổi đến với Việt Nam phải là từ trong nước, và chúng ta là cái hậu phương mà giúp đỡ ở trong đấy thôi. Nhưng chúng ta giúp cái gì thì thông qua cái kết nối đó chúng ta sẽ hiểu rõ nhất là chúng ta cần giúp cái gì. Chứ ở đây tôi cũng không cần phải nói chi tiết ra. Nhưng mà có hai cái điều quan trọng nhất đối với cộng đồng hải ngoại. Một là ngoại vận, đấy là lợi thế của hải ngoại. Hai là kết nối truyền thông để thấu hiểu bên trong và giúp đỡ tức thời, ngay lập tức. Thì đấy là những cái chia sẻ của tôi với quý vị. Vâng, thưa quý khán thính giả, vì thời giờ có hạn, chúng tôi phải chấm dứt ở đây. Thay mặt cho đài VNTV, cảm ơn anh Hải đã đến và chia sẻ những cái suy nghĩ của anh. Hy vọng sẽ được gặp anh trong những dịp khác. Kính chào anh. Vâng ạ, xin chào anh Điện và xin chào quý vị khán giả của VNTV.